khi mà ông gọi là ông bị vấn đề mà gọi là nó hồi hộp khó thở không? Tim hả? Không, tôi nói là vấn đề mà gọi mình nó nhiều, tôi đọc trên 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 trang mạng đúng không, gọi là cái triệu chứng gọi là có thể là mình bị vấn đề về tim, Tim luôn đó, gì mình đọc nữa. thì mình hiểu thôi, kiểu Hồi là hộp khó thở là liên quan tim hoặc là phổi. không, phổi là dạng nếu mới bị phổi là mình bị thường xuyên đúng không, còn cái này là dạng lâu lâu thôi, lâu lâu kiểu là mình kiểu như là mình cảm giác như cái tim mình nó đập nhanh á, là mình tự nhiên cái con người mình nó hồi hộp khó Đoán, thở nó đoán cái liền, nếu đúng tìm nhanh là đoán liền. đúng cái vậy, tính ra là tôi bị tim hả ta, Tim đập nhanh anh phải biết chứ, thì thì đương cơ thể nhiên anh nó mà, nghe đúng đập nghe không? Đúng rồi. bùng 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 Lúc bùng đó mà cảm giác anh đầu tiên là sẽ là choáng. khó thở ngọt lắm, không phải nó ngọt mà kiểu nó khó thở kiểu thở gấp á. Đúng rồi. À Đó, có cái ông bác ở về họ còn xóm em mới tám ba xong này. Năm nay cũng trẻ trẻ như bằng bố em tầm sáu mấy. Mà nói chuyện bố em kêu là nói chuyện cũng bình thường lắm. Tự nhiên qua mai chứ cái nói ra thì ông bị tim chứ lúc nào hay mà chắc khi trong khi chết là ông biết chứ sao không, đúng không? giống như trước khi chết là mình biết, trước khi chết tầm từ 30 giây đổ lại là mình biết, 30 giây đổ lại mình biết, đến khi mà lúc mà anh bị điện giật trong vòng 1 giây anh còn biết anh chết, là cảm giác được phải anh mới chết chứ mà chết liền được Vậy khi mình chết mình còn biết không ta? nha. Khi mình chết mình còn biết không? Thì anh hỏi người chết, hỏi em có chết bao Chứ giờ người không chết chứ. ta có nói chuyện được đâu mà hỏi nói chuyện vô lý vậy? Hỏi anh ma da có thật không? Trên 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 video thấy đầy là Em nó mới phải có nó à quay à à ba da bữa đó là lấy lưới quăng ba da kéo ba da lên đúng không? đúng đúng đúng, nghĩa là nó dạng như một thằng đang 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 tắm tắm dưới suối dưới sông vậy đúng không, là nó thấy một cái bóng đen nó nằm dưới nước, nó bò bò từ từ ra, là cái thằng đó nó thấy được, nó sợ nó bỏ chạy lên, cái bắt đầu là trên này nó xuống, bắt đầu cái là thứ nhất là nó cầm cây nó dí, đó là một cái clip đó tôi thấy là gọi là thật mới có chứ nó mới làm chứ đúng không. Em không biết ngày xưa thì em biết sao mà cho em nói chuyện ngoài lề một xíu. Một câu chuyện có thật, ngày xưa ông bác kia ông còn sống, ông hay kể buổi trưa, nhất là buổi trưa rất là dễ có. À, giờ giờ ngõ đó hả? Giờ ngọ, tại vì ông bác ông đi ra suối là ông cảm giác là có người nhận đầu ông xuống, là cố tình nhận 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 đầu xuống cho chết á. Thế đó, có cứ cứ nhận đầu cho chết. Còn vấn đề thứ hai đó là khi mà tắm xong, em không biết là cái nguyên nhân nó là do trực rút hay là do vấn đề gì mà nhiều người cứ kêu là ma da kéo, ma da kéo, ma da kéo chết. Mà không biết nguyên liên nguyên nhân có phải là ma da kéo hay không, nhưng mà có nhiều trường hợp người ta chứng kiến hoặc là người ta thoát chết, người ta sẽ nói đó là có người cố tình kéo, đang kéo xuôi thì có người ở trên người ta thấy, người ta phát hiện, người ta xuống là cứu, thì cái người dưới người ta buông tha cho, người ta không kéo nữa, số đó là mạng lớn. Có nghĩa là có một người tác động tới cái người có người thứ ba nhào vô, mình công an cái ma da mình không nói, có người thứ hai nhào vô thì nó sẽ buồn. Nó sẽ buồn, nó thấy được nó buồn. Tại vì những người trước khi bị chết đuối, ta thoát chết, ta kể sao mà biết vậy thôi, chứ mình có biết đâu mà biết. Cảm giác như có ai cầm chân là cứ kéo nó xuống, kéo nó xuống. Cho dù có vẫy thế nào nữa mà vẫn cứ không ngóc lên được. Cho dù biết bơi luôn, cứ kéo, kéo xuống, kéo xuống. Có khi nào mà ông nói chuyện mà kiểu mà hăm dọa để cho con nít nó khỏi đi ra suối tắm để khỏi bị chết đuối. Người ở trên nhìn xuống thấy mọi người cứ vẫy 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 là người ta suy đoán là thằng này bị ma da kéo nó mới vẫy, nhưng sự đó là người ta bơi không được, nãy một phải vẫy thôi đúng không, Đúng. nó phải vẫy thôi, nhưng mà ta nghĩ là thằng này vẫy 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 hồi bị nó chìm xuống nước, bị ma da kéo xuống nước kéo lặn xuống rồi. Đó là những người đồn kia đó, thấy Kéo lặn đúng đó, rồi. đồn như vậy. Nói chung là chắc một phần là do người ta đuối rồi ta phải vẫy thôi, chứ ma da chắc có đó chứ không Thôi phải tin chưa. mình dẹp vấn đề chuyện ngoài lề qua bên đi. Tôi đang nói ví dụ như tôi đang bị đau, ví dụ như là đúng thực sự là tôi đang đau tim đi đúng không, có cách nào mình để mình gọi là mình giải thoát, tự mình giải thoát mình không? Thật sự cái nếu mà gọi là lên câu đau đau tim hầu như là gọi là đột quỵ đúng không, đó là sẽ chết trong vòng bao nhiêu giây đó là sẽ chết. À quên 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 à cái câu nói anh em nói có đó, cái mục đích em nói trước khi chết tầm 30 giây đổ lại là mình sẽ biết mình chết. Đúng rồi, À cái em mới nói cho cái câu chuyện Maya là cái vấn đề lý do tại sao họ chết thì chỉ có người chết mới biết được thôi, chứ người sống không biết được. là biết là con ma da nó chết đó, nhưng mà cái người nó Cho dù có ma da kéo hay không, chỉ có người chết mới biết được thôi, có ma hay không thôi, buồn nghĩ chứ sao người sống không biết được. để sao mà hỏi được người Thì đó, cho nên em mới kêu là trước khi chết là mình có tầm chừng đó giây để mình tự cứu sống mình. Em nói ví dụ như mình đau tim,
Mà anh tin thì anh cứ làm thử, không tin thì thôi cho qua nghe giống cho vui thôi. Rồi trước khi anh mới lên cơn đau tim, em đang nói về vấn đề đau tim chứ không phải liên quan đến những cái chết kia nha. À, đau tim. Đây là một cách giúp cho anh sống sót, tự cứu mình á. Tự cứu mình. Rồi nếu mà anh lên cơn đau tim, là lúc đó là cảm giác khó thở, thì anh đang bệnh của anh phải tự cứu anh thôi chứ không ai cứu được anh. Tự mình cứu mình trước đã. Ủa, chứ mình đang biết đang bị vậy thì phải có người thứ ba cứu chứ. Thì thứ nhưng mà cứu. Nhưng mà trong cái thời gian đó mình tự mình cứu được bao nhiêu mình thì mình cố mình cứu mình đi. Anh liên quan đau tim nè. Khi anh đang lên cơn đau tim, anh cảm giác là anh hồi hộp, khó thở, đầu chóng mặt. Choáng. Nó choáng á. Thì anh khó hàng. ho hiểu. Ho. Anh ho một cái. Hít sâu một cái. Hít sâu vô. Anh lại ho thêm một lần nữa. À. Nghĩa là hít sâu và ho mạnh ra. Đúng không? Trạng ho giống như em ấy, trạng ho vậy đó. À. Cứ ho như vậy nó sẽ giúp cho anh một phần nào đó qua được cái cơn của anh. Nếu qua được thì sẽ qua. Đúng rồi. Một phần đó nữa là anh sẽ tạo tiếng động để cho nhiều người xung quanh, người ta biết được, ta ngồi dậy, ta ngó lại, ta nhìn sẽ thấy anh liền. Tại vì cái tiếng ho của anh như vậy là tiếng ho khác với tiếng ho bình thường. Tiếng ho là tiếng ho đang rên rỉ, một tiếng ho cầu cứu thoi thóp, cho nên người ta giống như anh thôi, anh nằm ở nhà giống như con hay anh nghe một tiếng ho nó khác với tiếng ho bình thường là mình phải bật chạy liền, đúng không? Đúng, hợp lý. Đây là cách tốt nhất để giúp cho anh vượt qua cơn đau tim với lại tự mình cứu mình, rất là hay. Nghĩa là mình cố gắng ho thật mạnh. Ừ. Hít sâu và ho thật mạnh ra. Ho thật mạnh. Liên tục như vậy trong vòng 10 giây đầu. Tại vì nếu mình nín thở, mình có thể nín thở được 1 phút 2 phút mà. Trong vòng từ 30 giây đến 20 giây đổ lại, mình vẫn còn có một cảm giác, vẫn còn có suy nghĩ, tâm trí vẫn suy nghĩ được. Mình nhanh chóng, mình làm như vậy, nó sẽ cứu giúp được cho anh. Nếu mà anh tin tưởng, nếu mà anh sẽ có thể làm thử, hoặc là anh sẽ chia sẻ cho nhiều người biết được một cái phương pháp này, để cho nhiều người tự cứu mình, rất là hay. Đúng rồi, tại vì cái cơn lên đột quỵ thì nó gọi là trong vòng 10 giây hoặc 30 giây là bứt rồi. Đâu ai biết được đâu, chỉ nhìn qua nhìn lại thấy nằm một đống rồi. Là tự mình cứu lấy mình thôi, chứ không ai cứu mình được, đúng không? Nó chỉ đơn giản mà thôi. Nếu mà anh mà lên cơ hội hợp thì anh cứ anh làm lại cho mọi người coi chứ đừng làm hoài. Đúng, tôi thấy cũng đúng. Tại vì biết sao, khi mà tôi vận động mạnh, đúng không? Là cảm giác mình tim tôi đập rất là nhanh. Là khi đó là chỉ có cách là ho thôi. Và ho là khi đó nó giúp cái cơn đập nhanh của mình nó sẽ dịu lại từ từ. Đúng rồi, dịu lại từ từ. Đó, thử là không, cái này tính ra tôi nghĩ cũng hợp lý nha. Hợp lý mà. Nói chung nó liên quan đến đau tim thôi nha. Liên quan đến những ai đang bị đau tim và cách tự cứu sống bản thân mình, đó là lúc mà đang lên cơn đau tim, tim đập nhanh, hồi hộp, thấy người choáng choáng á, ho xong một hơi cho nó ra cái hơi đã, chứ đừng hít liền là không có hơi, hít liền đâu. Rồi ngưng hồi đó mà hít chịu lại ho thêm một lần nữa đó. Nói chung là những gì em biết thì em, mục đích của em muốn chia sẻ lại kinh nghiệm cho mọi người, giúp ích cho bà con, cứu được ai thì mình cứu thôi, chứ không có ngoài ra không có một cái ý kiến nào nữa. Là sinh tử mà. Thôi kệ, để tôi rút kinh nghiệm này lớn khi nói chung mà anh cứ lưu lại bản thân đi. Sẽ có ngày, tuy em nói đơn giản vậy đó, nhưng mà sẽ có ngày sẽ giúp cho anh, hay giúp cho mọi người, hay giúp cho những ai đang coi video trong đây một mạng. Thì đó là tuy nó đơn giản thì anh coi là anh không bị, thì anh thấy bình thường có gì đâu, nhưng mà coi đi, nhớ đi, sẽ có ngày chúng ta phải áp dụng. Thì chắc chắn rồi đó, chắc chắn sẽ áp dụng thôi. Ok, được rồi.